đại chúng ta, kính bạch nhị tiền đại chúng, hôm nay ngày chủ nhật 13 tháng 6 năm Quý Mão, chùa Chánh Thiên, tỉnh xá Ngọc Duyên và gia đình Phật tử Đỗ Thị Mỹ Hạnh nhất tâm cúng dường vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, kính thông báo cho đại chúng từ bi kính minh Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kim lư giờ bên chiên đàn, khắp tông tam giới đạo tràng mười phương, hiện thành mấy bao nhân tượng, chư Phật đò biết ngọn hương chi niệm, pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước thiện ban cho. Tôn thỉnh đại chúng thọ trai